Xin kính chào các bạn. Hôm nay Tèo sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn cách đệm hát một bài hát rất là hay và cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Đình Văn, đó là bài Nội Tôi. Hôm nay chúng ta cùng học cách đệm bài hát này các bạn nhé. Sẵn dịp chia sẻ các bạn luôn, các bạn nào mà may mắn còn được ông bà cha mẹ thì chúng ta hãy cố gắng mà hiếu thuận các bạn nhé. Hãy cố gắng làm vui lòng ông bà cha mẹ, đừng để ông bà cha mẹ buồn lòng nhé. Trước khi đệm vào bài hát, chúng ta cùng nhau phân tích sơ qua về cái hình thức và cấu trúc của bài hát này. Thì bài hát Nội Tôi được nhạc sĩ Đình Văn sáng tác ở hình thức 3 đoạn đơn. Đoạn A chúng ta sẽ có sự lặp lại, mình gọi là A1 và A2 các bạn nhé. Đoạn B cao trào điệp khúc cũng có sự lặp lại luôn, rồi mình gọi là B1, B2 luôn nha. Rồi qua đoạn A phẩy. Đoạn A phẩy này là phần tái hiện lại hay còn gọi là lặp lại của đoạn A2 các bạn. Cấu trúc hình thức âm nhạc đó y chang như đoạn A2 luôn, giống hệt đoạn A2. Vì vậy chúng ta đệm đoạn A2 và A phẩy này giống nhau các bạn nhé. Rồi phần intro, phần ending thì luôn luôn có của một bài hát rồi. Nhắc các bạn một điều luôn, chúng ta đệm bài này ở tông rê thứ, là tông các bạn nam nhé. Còn các bạn nữ hát thì chúng ta sẽ đệm qua tông la thứ. Rồi trước khi đệm một bài hát, chúng ta ôn tập sơ qua một số cái mẫu đệm. Bài này mình đệm ở điệu syllable, nằm trong bộ ballad các bạn nhé. Mình gọi điệu là điệu syllable. Các bạn sẽ đệm mẫu đệm như sau. Chúng ta sẽ có hai mẫu đệm. Mẫu đệm số 1 rất đơn giản, các bạn chỉ việc chập cái mẫu đệm theo hình nốt đen thôi, cứ chập đều xuống. Cứ chập đều như vậy các bạn nhé. Nhớ ô nhịp 2-2-4 thì các bạn chập hai cái thì mình chuyển thôi. 1, 2, chuyển. Ô nhịp 4-4 thì chúng ta chập 4 cái, đơn giản như vậy các bạn nhé. Nhớ là chập làm sao cho nó mềm mại được, có bữa củi xuống nha, nghe kỳ lắm, cho nó mềm mại. Chập cho nó rền mềm mại ra vậy. Ok. Rồi mẫu đệm số 2 thì cũng đơn giản như vậy thôi, các bạn sẽ rải hợp âm. Nhưng các bạn nhớ chỉ là rải đi lên thôi nhé, không rải đi xuống nhé. Ví dụ mình có hợp âm rê thứ nè. Rê pha la rê. Các bạn sẽ rải đi lên thôi, không rải đi ngược xuống nha, chỉ rải đi lên thôi. Rê pha la rê, rê pha la rê. Các bạn cứ rải như vậy nhé. Ví dụ như ô nhịp 4-4 thì các bạn rải 2 lần. Rải lên rồi rải lên thêm lần nữa là hết. Ô nhịp 2-4 các bạn rải 1 lần đó là hết. 1 2 1 2 hết các bạn nhé, cứ như vậy. Còn nếu ô nhịp 4-4 thì rải 2 lần. 1 2 3 4 cứ như vậy nhé. Rồi đó là mẫu đệm mình cần ôn tập lại để mà mình áp dụng vào bài. Tèo có làm một cái clip chia sẻ các bạn rất nhiều mẫu đệm ở điệu syllable này. Tèo sẽ để đường link ở phần mô tả, các bạn vào đó và xem và tập luyện kỹ hơn, nhiều hơn nhé. Ở trong phạm vi cái clip này chúng ta chỉ việc ôn lại thôi. Rồi chúng ta cùng điểm sơ qua các âm sắc nhạc cụ mình sử dụng trong bài này. Đầu tiên Tèo sử dụng đó là tiếng string. Tiếp theo Tèo sử dụng đó là tiếng air piano để mình chập các mẫu đệm đó. Tiếp theo Tèo sử dụng đó là tiếng pizzicato để mình đánh một số câu tutti. Tiếp theo Tèo sử dụng đó là tiếng đàn cò. Tiếp theo Tèo sử dụng đó là tiếng đàn tranh. Tiếp theo Tèo sử dụng đó là tiếng sáo. Rồi ngoài ra Tèo sử dụng thêm tiếng trống để mình báo trống tay rồi các bạn nhé. Tiếp theo Tèo sử dụng đó là phần chức năng multibass ở cái đàn Yamaha rất cực kỳ hay các bạn ơi. Các bạn chọn vào. Ở đây chúng ta đệm ở điệu syllable. Các bạn sẽ chọn cho mình bộ multibass là piano Ampere 8 bit. Rồi các bạn bấm nghe thử nè, cái hiệu ứng của nó nè. Rất hay các bạn ha, có tiếng piano rải cho mình sẵn luôn. Đây có 4 lựa chọn, các bạn chọn cái multibass nào cũng được, hiệu ứng nào cũng được. Tuyệt vời các bạn ha. Rồi chúng ta áp dụng nó vào để cho cái bài đệm của mình được đầy đặn hơn, dày hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào đệm bài Nội Tôi, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đình Văn. Chúng ta đến với phần intro. Các bạn quan sát dòng nhạc nhé. Ở dòng đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng tiếng đàn cò, cái chữ đàn cò đó. Rồi đánh đàn cò hết cái dòng đó tới cuối dòng, chúng ta đổ với tiếng sáo. Đánh tiếp tục xuống dòng dưới, đánh hết đến gần cuối dòng, chúng ta đổ với tiếng pizzicato. Đánh cái câu tutti, những nốt nhạc mà có dấu mũi tên trên đầu đó các bạn. Dấu đó mình gọi là dấu tutti, hay là tiếng Việt Nam gọi là dấu dành các bạn nhé. Rồi sau đó là hết intro, ca sĩ vào hát. Bây giờ mình tập tiếng đờn cò. Nhưng mà các bạn nhớ lúc ban đầu tập mình đừng có bận phải tiếng đờn cò lên nhức đầu lắm.
các bạn nên chọn tiếng piano á, mình tập cái câu chánh nguyễn á, rồi hắn mở tiếng đờn cò. Rồi ví dụ rê thứ thì tông rê thứ có một dấu hóa là nốt si dáng nha. Trước khi bắt đầu vào đệm bài hát nào, ở tông nào, các bạn cũng phải chạy gam sơ qua. Mình chạy gam như vậy để tay mình quen các cái thế ngón của gam đó, mình đánh nó mới hay các bạn nhé. Rồi bắt đầu câu thứ nhất. Chúng ta sẽ vào ô nhịp 4-4, chúng ta sẽ vào phách số 3, phần yếu của phách số 3, nhịp lấy đà nha. 1-2 bỏ, phách số 3 đập xuống cái là đánh liền. Rồi đó là vế thứ nhất, mình làm lại các bạn nhé. Nè, rề ngón cái, xí, xi bình là ngón út các bạn nhé. Tại sao mình mới nói tông rê thứ là có dấu dấu hóa là nó xi dáng mà dùm đến là xi bình? Đây là thang âm theo điệu thức ngũ cung, điệu oán ở miền Nam các bạn nhé. Các bạn có thể, tè sẽ để đường link ở phần mô tả về cái điệu thức ngũ cung này. Các bạn có thể xem và tập luyện kỹ hơn nhé. Đây là điệu oán các bạn nhé. Điệu oán, điệu thức ngũ cung, điệu oán ở dân ca miền Nam. Các bạn nhớ nhé. Rồi bắt đầu. Rê, xí, la, sòn, la. Câu thứ nhất nha. Rê, xí, la, sòn, la. Nốt la này chúng ta sẽ vào hợp âm rê thứ. Rê, xí, la, sòn, la. Son, phà, son. Rồi tiếp tục anh nhé. Lá, lá ngón áp út nè. Lá, rê. Rồi sau đó các bạn chuyển ngón áp út qua nốt pha. Fa, re, do, re. Làm lại nha. Re, si, la, son, la. Son, fa, son. La, re. Các bạn chuyển ngón áp út qua nốt pha. Fa, re, do, re. Nhớ chuyển áp út qua nốt pha các bạn nhé. Cái này là mấu chốt quan trọng nha. Làm lại. Xong vế thứ nhất, lần nữa các bạn nhé, sẽ quan sát kỹ ngón của Tèo. Tại vì trong video, trong cái clip này, Tèo đang chia sẻ các bạn cho nên Tèo phải để tay như vậy các bạn dễ nhìn. Nhưng khi các bạn đánh nhớ tay cong tròn cho đẹp nha. Chứ đánh mà tay cứ như vậy là thật cười chết các bạn nha. Rồi. Các bạn nhớ chuyển ngón số 4 áp út vào ngón nốt pha nha. Rồi như vậy mình đã xong được vế thứ nhất. Bây giờ mình sẽ ghép hợp âm thử nè. Ngay nốt la này các bạn sẽ cho rê thứ vào vô. Sau khi đánh nốt son xong, các bạn sẽ xuống son trưởng. Các bạn sẽ về rê thứ lại. Ok, được vế thứ nhất, lần nữa nha. Xong được vế thứ nhất, các bạn nhớ tập chậm như hai tay như vậy cho quen tay trước nha. Rồi bây giờ mình qua vế tiếp theo. Nốt rê này các bạn sẽ kéo dài ra 2,5 luôn nha. Vế tiếp theo như sau. Các bạn sắp nốt là ngón cái nè. Út là nốt son nè. Là son mi, rê đồ đồ. Đồ pha son la. Đồ pha ngón giữa các bạn nha. Rồi lá ngón út nha. Làm lại. Là son mi, rê đồ đồ. Đồ pha son la. Là hết một vế nữa. Làm lại lần nữa các bạn nhé. Là son mi, rê đồ đồ. Đồ pha son la. Lá này áp ngón, lá này ngón út các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ ghép hợp âm vào. Rồi ngay nốt mi này các bạn sẽ cho hợp âm đô trưởng vô. Nốt la này các bạn sẽ cho pha trưởng vô. Đây rất đơn giản, bạn hang có hạp âm thôi. Làm lại lần nữa. Đô trưởng nè. Qua pha trưởng. Bây giờ mình sẽ nối cả cái câu đền còi lại với nhau các bạn nhé. Rồi kéo dài ra 2,5 tiếp tục. Hết. Bây giờ mình sẽ mở rip trống và đánh thử các bạn ha. Các bạn nhớ tập tay phải quen tay, tay trái ghép hợp âm. Rồi cuối cùng chúng ta mới mở trống lên đánh nha. Đừng bao giờ vô đánh liền.
Bắt đầu báo trống đánh nào. 1, 2, 3. Lần nữa các bạn nha. Rất đơn giản các bạn ha. Rồi sau khi chúng ta đánh xong câu đoàn cò đó, mình sẽ chuyển qua tiếng sáo. Lúc này tiếng sáo sẽ lấy đà ở phách số 3 luôn bạn, phần yếu phách số 3 luôn. Tương tự như tiếng cò nãy thôi. Rồi. Bắt đầu mình sẽ đánh tiếng sáo như sau. Các bạn xếp ngón như tèo nè. Rê, son, la, rê, rê. Các bạn sẽ đổi ngón út là ngón nốt rê đúng không? Sau khi nốt rê xong, các bạn sẽ đổi ngón giữa vô. Ok nha, làm lại. Rê, son, la, rê, rê. Đổi ngón giữa vô nha. Rê, son, la, rê, rê. Ngón giữa vô. Rồi tiếp tục. Rê, rê, phá, rê. Các bạn sẽ đổi nốt phá, rê. Các bạn sẽ đổi qua ngón áp út. Si, la. Si bình các bạn nhé. Si là. Tại sao trong rê thứ này có nốt si bình? Thì Tèo đã nói từ đầu rồi. Đó là điệu ngũ cung, điệu oán ở trên cao miền Nam các bạn nhé. Rồi tới đây thôi, làm lại. Rê, son, la, rê. Rê nè, đổ ngón giữa như nè. Rồi tiếp tục. Rê, rê, phá, rê. Nốt lúc này, nốt rê này sẽ đổi qua ngón áp út nha. Rồi tiếp tục. Si là. Si là ngón giữa và ngón trỏ. Làm lại lần nữa nha. Bạn quan sát kỹ ngón nha. Bây giờ ghép hợp âm. Rồi ngay ngón giữa nốt rê này mình sẽ đổi qua hợp âm son trưởng. Tiếp tục. Nốt la này mình sẽ qua pha trưởng, rất đơn giản các bạn ha. Rồi lần nữa. Ok, rồi qua vế tiếp theo. Cái lúc đó các bạn sẽ kéo dài ra 2,5 luôn. Rồi mình kéo ngón cái xuống nốt rê. Rê nè, rồi 5 ngón xếp đều vô. Rê mi pha son lá nè. Rê pha son la son. Mi rê đô, rê mi rê đô, rê là hết. Làm lại, chấp 5 ngón lại nè. Rê pha son la son là ngón áp út. Rồi tiếp tục, các bạn kéo ngón giữa xuống mi. Mi rê đô, rê mi rê đô, rê là hết. Lần nữa nha. Rê pha son la son. Mi rê đô, rê mi rê đô, rê là hết. Nốt rê này là qua cái câu tutti của người ta đó nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình ghép âm chỗ này. Rê pha son la son. Son ngay áp út các bạn sẽ vô son đô trưởng. Mi rê đô, đánh nốt đô xong các bạn sẽ xuống la thứ. Rồi rê mi rê đô rê. Nốt rê này chúng ta sẽ chuyển qua câu tutti rồi nha. Bây giờ mình sẽ nối cả cái câu tiếng sáo lại với nhau. Chọn tiếng sáo nè, rồi chọn phiêu trống chuẩn bị nè. Hết tiếng sáo. Bây giờ mình tập thêm cái câu pizzicato, câu tutti đó để xong intro luôn các bạn nhé. Sau khi mình đánh cái câu tiếng sáo về tới đây nè. Mi rê đô, rê mi rê đô. Lúc này tay các bạn sẽ bấm phiêu, bấm xin tốp, rồi chuyển qua tiếng pizzicato để mình đánh cái câu này. Ok bạn nha. Lúc đó tay trái sẽ là thao tác rất là nhiều. Tèo chia sẻ bạn Hoài như vậy đó, tập đàn organ hay piano gì không biết, chúng ta phải tập đều hai tay. Tay phải luyện ngón dù 10,
thì tay trái ít nhất cũng phải là 8 các bạn nhé, để mà linh hoạt cái sự linh tay trái linh hoạt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cao tập câu tuốt ti này. Rê fa son la 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 đô rê rê. Lúc này chúng ta dành hai tay luôn nhé, tay trái tay phải dành giống nhau. Rê fa son la 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 đô rê rê. Rồi năm ngón xếp đều vô nè. Rê fa son la 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 đô rê rê. Giờ chậm rồi nha. Rồi đó là chậm, bây giờ đánh hai tay cùng lúc, mình tập cho quen tay trước. Rê fa son la 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 đô rê rê. Khi tay mình đã quen rồi, bắt đầu mình mở trống, mình mở xin tốp và đánh thử nha. Hết. Chú ý bạn một điều, tại vì trên organ không có nốt la dưới này đâu các bạn. Vì vậy chúng ta sẽ đánh anh gian bằng nốt la này luôn các bạn nhé. Là các bạn vẫn đánh nốt la này luôn nhé. Tay phải xuống nốt la nhưng mà tay trái vẫn giữ nốt la này. Tại vì nốt la dưới này không còn nữa đâu các bạn ơi. Rồi tiếp tục đô thì bạn về đôi này. Rồi rê, về rê. Quá dễ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép cả cái intro lại với nhau. Bắt đầu tiến đền cò nè. Nhớ vô vào phát số 3 nha, ô nhịp lấy đà nha. 1, 2, 3. Tiếng sáo nè. Sau khi các bạn đệm xong intro như vậy, bạn thấy cuối giọng chữ phiêu không? Lúc đó chúng ta sẽ đợi ca sĩ hay vào hát cũng được. Hoặc là các bạn chiều về thắm quê gì đó. Hoặc các bạn có thể lấy tiếng trống mình báo chiều về thăm quê. Các bạn có thể báo một câu đơn giản thôi, thùm rồi yêu xa cũng được. Hoặc các bạn có thể báo câu này, tùy các bạn thôi, báo câu nào cũng được, miễn sao mà ca sĩ dễ hát là được các bạn nhé. Rồi chúng ta bước vào đệm đoạn A của bài hát. Như lúc đầu mình đã chia sẻ, đoạn A chúng ta sẽ có A1 và A2. Các bạn quan sát giùm mình nhé. Dòng ở trên là A1, dòng ở dưới là A2. Ở trên A1 bắt đầu vô nè, chiều về thăm quê nè. Chúng ta sẽ đi mẫu đệm mà tiếng E piano đó, chập hồi nãy đó, chập mẫu đệm 1 đó. Chập đều. Chiều về thăm quê rê thứ nè. Rồi, thăm nội nè, son trưởng. Tóc đã bạc phơ, chúng ta qua ô nhịp tiếp theo. Các bạn đổi tiếng đàn tranh và đánh lại cái câu. Rê si la son la. Các bạn nhớ nó si bình nha. Rê si la son la. Mình nhái lại câu hát thôi. Rồi tiếp tục mình đổ tiếng E piano, mình đi nền tiếp. Lòng chợt bấn khuấn, qua rê trưởng. Nội ơi, qua la thứ chung ô nhịp, con đã trở về. Qua rê thứ các bạn đổ tiếng đàn tranh và tiếp tục đánh lại câu này. Son la son fa rê, son la son fa rê. Các bạn xếp đều 5 ngón vô nhé. Son la son fa rê là hết. Lúc đó mình tiếp tục đổ tiếng E piano và chập mẫu đệm tiếp. Ngày nào thơ dài qua rê thứ, nỗi yêu thương qua rê son trưởng nhé quên. Thơ dài qua son trưởng, nỗi yêu thương qua rê thứ. Bắt con cua đồng qua pha trưởng, cho tôi vui qua la thứ. Đêm về nổi gói si án trưởng, có bánh la dừa son trưởng. Khi cháu thèm ăn, các bạn sẽ qua la suốt 4. Các bạn sẽ bấm giùm mình la, rê và mi. La rê mi la suốt 4 nha. Rồi các bạn sẽ đổi tiếng đàn tranh, đánh nhái cái câu la xí la sòn la si bình nha. La xí la sòn la. Nốt la này các bạn sẽ qua la trưởng giùm mình nha. Rồi lúc đó chúng ta sẽ ngưng lại cho ca sĩ qua đoạn A2. Bây giờ mình sẽ đệm cả đoạn A1, các bạn nghe thử nha. Nhớ A1 các bạn đệm cái phiêu trống nào, đừng có tiếng kít trống nha. Chiều về thăm quê. Rồi đổi tiếng. T
chấm tiếp tục. Cua đồng cho tôi vui. Đó, tiếp tục. La số 4 nè. Đó là mình đã đánh để la số 4 xong. Các bạn sẽ báo cái phiêu trống nào có tiếng kích trống, báo phiêu trống và bấm xin top, rồi đổi tiếng, đánh nháy câu đó. Rồi dành ngưng lại. Dành ngay la trưởng luôn. La si la son la. Dành la trưởng rồi ngưng lại, ca sĩ sẽ qua đoạn A2. Làm lại lần nữa các bạn nhé. Chú ý kỹ. Rồi bắt đầu chuẩn bị vô nè. Chiều về thăm quê. Đổi tiếng nè. Rồi đổi tiếng tiếp tục. Đổi tiếng nè. Đổi tiếng chập e piano. Chuẩn bị la số 4 nè. Lúc đó chúng ta đánh xong rồi ngưng lại. Giờ về thăm quê. Cho ca sĩ sẽ vào đoạn A2. Bây giờ mình bước xuống dòng dưới đoạn A2. Đoạn A2 cũng tương tự như đoạn A1 các bạn ơi. Các bạn đệm câu giống luôn nhé. Nhưng mà chúng ta đổi qua bằng cái mẫu đệm số 2 thôi. Còn câu lót, câu đệm thì giống như đoạn A1 nha. Rồi bây giờ mình đệm thử luôn. Lúc này mình vô cái phiêu trống có tiếng kích nha. Rồi. Giờ về thăm quê. Các bạn chập. Rải quên mẫu đệm nè. Mẫu đệm số 2 mình rải. Chỉ rải lên thôi các bạn nhé. Không rải xuống đâu nha. Các bạn cứ rải đều như vậy. Rồi bắt đầu đổi qua ô nhịp tiếp theo. Có cái câu mà lót bằng lót giống câu nãy. Đổi tiếng thành tranh và lót giống A1 thôi. Rồi sau đó mình tiếp tục đổi về tiếng air piano mình rải. Rồi đổi tiếng. Rất đơn giản các bạn ha. Rồi lúc đó các bạn đẹp câu đó xong. Mình tiếp tục đổi tiếng air piano và mình rải thôi. Thay vì hồi nãy mình chập, bây giờ mình rải thôi. Bờ rào trước nhà dì Quạnh Hiu nè. Khóm hoa cúc vàng. Hàng câu thầm nói. Nỗi đã xa rồi thương quá người ơi. Lúc này các bạn sẽ về rê thứ và đổi qua tiếng pizzicato. Đánh lại cái câu tutti giống như câu tutti intro của mình hồi nãy các bạn. Giống câu tutti hồi nãy thôi ha. Bây giờ mình đệm đoạn A2 thử nè. Rồi chọn tiếng piano mình rải nè. Giờ về thăm quê. Rồi rải tiếp tục. Rồi rải. Rồi chuẩn bị dành nè. Ok bạn ơi, như vậy là xong đoạn A2. Nhưng các bạn nhớ, sau khi chúng ta để hợp âm la thứ xong đó, cái chỗ cuối cùng đó, chuẩn bị coi câu tutti để la thứ xong, các bạn sẽ báo trống qua cái phiêu nào sôi nổi nhé. Rồi bấm nút xin top. Sau đó mình dành cái câu tutti này. Ca sĩ sẽ qua đoạn là vô đoạn B các bạn nhé. Lúc đó các bạn nhớ mình bấm phiêu trống là đoạn sôi nổi nha. Rồi A2 lần nữa nè, bắt đầu. Giờ về thăm quê thăm. Câu đệm giống nè. Rồi tiếp tục. Câu đệm giống các bạn ha. Chuẩn bị nè. Bỏ la thứ xong nè, báo trống nè. Như vậy chúng ta đã đệm xong được đoạn A của bài hát. Lúc này chúng ta ca sĩ sẽ qua đoạn B. Bắt đầu bước qua đệm đoạn B nè. Các bạn quan sát giùm tao. Lúc này chúng ta bước qua đoạn B. Các bạn chỉ việc lấy tiếng trinh và đi nền theo cái nốt đã gợi ý. Chỗ nào có câu đánh câu. Rồi đầu qua đoạn B. Hơ nè. Qua son trưởng. Chúng ta sẽ đánh vào nốt si bình. Chiều qua pha trưởng đánh nốt phà. Này còn nhớ qua rê thứ. Bạn đánh nháy lại câu. Phà son la rê. Mình nhái là câu hát thôi các bạn. Fa son la re.
Rồi tiếp tục. Nhớ sao qua mi thứ, mình đánh nốt si bình nữa. Nội qua pha chữa đánh nốt phà. Một đời qua rê thứ, bạn đánh nháy lại câu này. Pha son pha rê pha rê. Ok bạn ha. Rồi bây giờ mình đệm 4 đôi nhịp đó thôi. Bắt đầu vô nè. Ớ hơ vô son trưởng nè. Ớ hơ nè. Chiều nè. Nháy. Nhớ sao nè. Nội nè. Rất đơn giản các bạn ha. Rồi tiếp tục. Một đời thương cháu, chúng ta qua si gián trưởng nè. Đánh nốt rê. Thương con qua đô trưởng, vẫn như nốt rê luôn. Một đời chèo ghe qua son trưởng, nốt rê nữa. Đưa đò qua pha trưởng xuống nốt là. Giải dầu mưa nắng qua đô trưởng nốt mi. Thương nắm lưng còng xuống la thứ xuống nốt đồ. Thương quá nội ơi, chúng ta qua rê thứ nó nốt rê. Rồi xong, bây giờ mình đệm đoạn A1, đoạn đệm B1 các bạn nghe thử nhé. Rồi báo chống cho đoạn B1 nè. Ớ hơi nè. Nhái nè. Nhớ sao nè. Rồi tôi nè. Một đời thương cháu nè. Thương con. Ghe đưa đò. Mưa nắng còng ơi hết. B1 báo qua B2. Dễ không bạn? Quá dễ ha. Chỉ việc đến tiếng trinh đánh 1-2 nốt gợi ý theo đó thôi. Bây giờ mình xuống đoạn B2. Các bạn ơi, đoạn B2 chúng ta đệm y chang giống hệt cho đoạn B1 luôn. Tất cả câu đệm giống nhau hết luôn. Chỉ khác cái chỗ cuối cùng là cái ô nhịp rê thứ đó. Thay vì về nốt rê như hồi nãy, các bạn sẽ báo về phiêu êm dịu, bấm xin top và dành cái câu tutti từ đầu của mình đó. Lúc đó ca sĩ sẽ qua đoạn A phẩy. Rồi bây giờ mình đệm đoạn B2 bạn nghe thử nha. Giống y chang đoạn B1 không khác gì. Chỉ khác cái câu cuối cùng là mình đổi bằng cái tiếng tutti thôi nha. Bắt đầu B2. Ớ hơ nè. Báo trống vô ớ hơ nè. Nhái câu nè. Giống luôn. Rồi, chuẩn bị danh nè. Hết. Rất đơn giản bạn ha. Các bạn nhớ B1 và B2 đệm giống nhau, chỉ khác cái chỗ cuối cùng là B1 không có gì cả, chỉ phiêu trống. B2 chúng ta sẽ phiêu trống về phiêu êm dịu, bấm xin tốp, rồi chuyển qua tiếng pizzicato, mình đánh cái câu tutti giống như lúc đầu thôi nha. Như vậy là mình đã đệm xong được đoạn B đó các bạn. Rất đơn giản ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua đoạn A phẩy. Như lúc đầu mình đã nói rồi, đoạn A phẩy là phần tái hiện lại của đoạn A2. Chúng ta sẽ đệm giống như đoạn A2 luôn các bạn ha. Vì vậy chúng ta không cần phải lặp lại để mất thời gian. Rồi đến cái phần ending của bài. Phần ending rất hết sức đơn giản các bạn ơi. Sau khi ca sĩ hát xong kéo dài. Nhánh sông quê mình còn mênh mông mà sao nổi nở, bỏ con đi rồi con đứng chờ ai. Các bạn sẽ bấm nút xin top, bấm nút tiếng pizzicato và mình dành cái câu tutti đó. Mình dành cái câu cuối cùng để mình ao bài luôn. Hết bài. Nhớ nha, câu ending chúng ta sẽ lấy cái câu tutti đó làm phần ending. Như vậy mình đã đệm xong được bài Nội Tôi, sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đình Văn. Các bạn hãy cố gắng tập luyện và nhớ là tập tay phải trước cho nhuần nhuyễn, sau đó ghép hợp âm tay trái, rồi cuối cùng chúng ta mới mở trống và đánh các bạn nhé. Trong lúc tập luyện, nếu như có điều gì mà khó khăn hay thắc mắc, các bạn cứ để lại bình luận phía dưới video, Tèo sẽ chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn muốn đệm bài hát gì, các bạn cứ để tên bài hát lại. Từ từ lần lượt Tèo sẽ soạn cách đệm và chia sẻ đến các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi nhấn nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.